Sở đây đến với Mường Lừ, đây là thị trấn Tắc Đường. Quý vị có thể cảm nhận được nét đẹp của những đồi chè xanh biếc với hương thơm lúa trên cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Đặc biệt khi đến với thị trấn Tắc Đường, quý vị còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Tắc Tình nằm giữa một vùng núi non trùng điệp. Nhìn từ xa, thác giống như một dải lụa mềm mại đang thả mình trong không gian bao la của núi rừng hùng vĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.